Kính chào quý bạn và quý vị. Hôm nay chủ nhật anh em mình cứ nhạc cổ, cà phê, cà pháo, chơi đồ chơi cho vui ha. Mình sẽ nghe trên đôi loa Suntory SBX8. Đôi loa này rất quen thuộc với anh em mình rồi ha. Trước đây mình từng giới thiệu khá nhiều lần. Bass 40. Âm ly mình sử dụng là âm ly Mỹ Relictic 2000D, âm ly Reserver. Và cuối cùng là cái đầu băng cối Akai 400D, rất là ngầu. Con này mình vừa mới sưu tầm được luôn, nó to cao hầm hố mà nó nặng. Đây, Akai GX 400D, thiết kế của con này cực kỳ đẹp. Nó chạy hai cái bánh tì ra, cơ nó cực kỳ ổn định, anh em mình chạy hoặc thu băng rất là tốt. Ở đây họ ghi chữ là Pro 2 track, tức nghĩa là mình hiểu là anh em thu băng mà thu 2 track là nó cực kỳ nét luôn. Đó. Máy này có thể chạy được 2 trắc và 4 trắc luôn qua cái nút nhấn thôi. Và máy chạy băng 10, băng 7 đều được. Mặt mũi thiết kế nhôm phay rất là đẹp. Anh em quan sát cái đoạn mà họ làm các cái điều khiển ở dưới này. Nút vặn, nút nhấn hoặc là hai cái đồng hồ vu họ xếp rất là hợp lý. Hai cái đồng hồ vu to bằng lọa luôn thì họ xếp bên phía lệch qua bên trái của cái mặt. Bên phải là những cái nút vặn, nút nhấn và nút điều khiển cho cái cục này. Mình thấy cái thiết kế này của Akai 400D làm mà anh em mê mẩn luôn. Nói chung nhìn vào là yêu luôn. Rất là đẹp. Máy thì có kích thước chiều cao 58 và chiều ngang là 46. Nó to hơn cả Akai 747 luôn. To cao hơn cả Akai 747 luôn. Và mức giá của nó là 36 triệu. Xin mời anh em thưởng thức chất âm. Đừng quên like cho kênh test âm thanh của mình. Cảm ơn. Xin mời. Ok. Hồn anh
không quá lạnh lùng. Lỡ mai anh chết, em có buồn không? Lỡ mai anh chết, em khóc nhiều không? Lỡ mai anh chết, em hứa gì không? Em ơi, yêu là gì khi một người đêm mong chờ, ngày thương nhớ một người vùi đời hoa trong xót xa. Anh đi dưới sương đêm một mình buồn nát con tim, ôm khối hận trong mối tình của đời anh. Anh chết, em hứa gì không? Anh xin bia đá tên người sống. Anh xin ngôi mộ đẫm lệ tình nồng, những khi gió lùa đêm đông hồn anh không quá lạnh lùng. Anh xin ngôi mộ đẫm lệ tình nồng, những khi gió lùa đêm đông hồn anh không quá lạnh. Ok ha. Thì đó là những cái gì mình muốn giới thiệu tới anh em chúng ta trong clip ngày hôm nay. Anh em nghe hay đừng quên like, bấm nút đăng ký theo dõi clip mới nhất hàng ngày ở bên kênh Test Âm Thanh của mình. Cảm ơn anh em chúng ta đã lắng nghe và theo dõi. Thank you. Hẹn gặp lại trong clip mới nhất.